Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Thiên Vũ của Thiên Vũ Audio. Thì đầu tiên thì Thiên Vũ xin được phép là năm mới chúc các bạn và mọi người là thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng và mọi việc đều suôn sẻ. Và cái điều mà Thiên Vũ cũng vui là hôm nay Thiên Vũ cũng xin cảm ơn tất cả mọi người cũng như khách hàng. Hôm nay buổi sáng khai trương Thiên Vũ đông kín cửa hàng luôn. Rất là vui và bán nói chung là đầu năm mà như vậy thì thật sự cũng là một sự gọi là một điều may mắn đến Vũ mà khách hàng trao cho Vũ. Và hôm nay thì cũng như lời hứa của Vũ là sẽ có một quà tặng nho nhỏ đến mọi người, thì đó chính là Thiên Vũ sẽ giới thiệu và sẽ môi ruột một sản phẩm đắt đỏ cao cấp. Đó là một cái dòng men mà có thể là người Việt chúng ta sẽ chưa biết nhiều, trừ khi những các anh em mà làm show sự kiện lớn thì chúng ta mới biết những cái thương hiệu này. Còn ngoài ra đối với người tiêu dùng hoặc là khách hàng hoặc là những anh em mà làm âm thanh mà bình thường á thì chúng ta sẽ chưa biết đâu. Thì bây giờ đó chính là một sản phẩm mà Thiên Vũ bỏ số tiền ra là hơn, giá chính thức của nó là 2.800 USD. Nhưng mà Thiên Vũ mua sale bên đó và xách tay về, đã order trước 3 tháng thì mình nhận ra một con full box và nó có giá là chỉ cần 2.300 mấy thôi, phí vận chuyển vào đây linh tinh rồi thì nó cũng chưa tới, thì nó tương đương với là một bao nhiêu tiền nhỉ, nó khoảng tầm 60 triệu, khoảng 60 triệu. Và đây đó, xin giới thiệu mọi người, đó chính là đó chính là chiếc men. Đây xin lỗi người, để đứng cho mọi người xem. Rồi, đây chính là chiếc men mà Thiên Vũ muốn giới thiệu cho mọi người, đó chính là Power Soft Audio. Thì chắc mọi người cũng sẽ không hiểu là cái men này có tên tuổi nó lạ đúng không? Nhưng mà mọi người không biết là cái chiếc men này là họ giống như là ở Yamaha thì nó có Nestle. Và Nestle là họ sử dụng công nghệ của Power Soft, tức là những cục men mà Nestle đắt đỏ của Nestle thì bản thân là họ mua và họ dùng những cái công nghệ của hãng này để đưa vô cái dòng men của họ, nên những con men này nó bản thân nó rất là đắt. Và bản thân là con này là con thấp nhất mà Thiên Vũ, tại vì mình Thiên Vũ không có giàu có nên chỉ mua được cái con này thôi. Con này con thấp nhất, bản thấp nhất của cái dòng đó là M30D, vì dòng này nó có hai phiên bản có HSB nữa và một phiên bản Athenet để chúng ta có thể set up và cấu hình từ xa được. Thì cái này các bạn có thể, mình sẽ để lại đường link của Power Shop để cho các bạn có thể tìm hiểu những cái tính năng của này chi tiết và cụ thể về cấu hình của nó hơn. Thì video lần này Thiên Vũ chủ yếu là giới thiệu, mở ra rồi và Thiên Vũ đánh giá cùng các bạn khách hàng cũng như là các anh em làm âm thanh để thỏa mãn đam mê, vì không có ai đưa cái comment này để mở mang tầm mắt cho các bạn, thì Thiên Vũ sẽ tiên phong để làm cho những cái điều này, coi như là một lời cảm ơn đến khách hàng cũng như là những bạn và những anh em đã theo dõi Thiên Vũ trong năm vừa qua. Đó, bây giờ chúng ta hãy cùng Thiên Vũ mở ra. Lần này Thiên Vũ mở thì cũng xin lỗi các bạn vì đây là hàng tay, để nó thẳng ra thì để đỡ bị đánh thuế nên phải phải khui trước, nhưng mà rất may là mình đóng thùng mình vẫn còn giữ. Về cái thùng thì các bạn thấy nè, ở đây thì ở ngoài phía thùng á, quay gần lại em ha. Về phía thùng thì nó có Power Shop nè, và điện của nó là điện 115V. Hỏi đến nhà hãng á thì nhà hãng báo là xài từ 115 trở lên, nên cái phụ có thể xài được điện 220 bình thường, 240 bình thường. Và cái sản phẩm này là hoàn toàn 100% là made in Italy ha mọi người ha, made in Italy luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra cùng mọi người xem. Mọi người thông cảm nha, mình nhờ cậu của mình để mua giùm giúp Vũ á, 2 tháng trời mới xách tay về được để làm cái video tặng khách hàng á, nên video này có nhiều sai sót, ví dụ mà cái gì mọi người đầu năm thì chúng ta vui vẻ bỏ qua cho Vũ. Ở đây thì những cái gì mà Thiên Vũ trong lúc xách tay, Thiên Vũ chỉ có giữ những thứ gì mà gọi là cần thiết thôi. Là thứ nhất á, là về cái thùng nó đóng qua tới 2 lớp đặng, nhưng mà chỉ đem về được một lớp thùng thôi, tại vì thùng nó hãng nó đóng rất là kỹ. Thì cuối video Thiên Vũ sẽ ghép một cái đoạn mà Thiên Vũ khui thùng 100% ở bên Mỹ cho mọi người xem, thì cũng là series này luôn ha, để coi cho xem. Thì đầu tiên là nó sẽ có một cuốn sách về cái sản phẩm này ha, mình để đây. Bữa giờ ăn Tết nên cũng chưa có thời gian móc ra, và đây là đầu tiên chỉ là coi thôi, và lần này móc ra cùng mọi người.
Mọi người chờ Thiên Vũ xíu nha. Rồi để bữa giờ để bị cắn quá trời luôn kìa. Quá trời. Làm mắt đẹp của người ta rồi. Bây giờ mới mở ra. Thì mọi người đây là mặt tiền của đó chính là chiếc Man Power Shop, mã là M30D. Chính hãng 100%. Mời bạn có thể quay cận cảnh giúp mình. Rồi. Đây Power Shop rồi, bạn quay từ từ qua. Mọi người có thể chiêm ngưỡng cận cảnh ha, từ từ Thiên Vũ ha. Đó, và đây là mặt lưới đơn giản màu xanh thôi. Cái lưới này các bạn có thể thay thế, nhưng mà mình đã hỏi giá cái miếng lưới này rồi, tức là cái sản phẩm cái miếng lưới chỉ miếng sắt thôi nha mọi người, chỉ miếng sắt và nước sơn màu xanh đơn giản như thế thôi, sần sùi như thế này thôi. Bạn biết ba họ bán bao nhiêu? 180 đô một miếng lưới. 180 đô một miếng lưới như thế này, đơn giản thì chỉ có thế thôi. Và phía trước đây nó có ghi chữ Power Shop, và cái mã của nó có phiên bản một mã là nó ghi cái chữ là HSB đây cho mọi người xem. Đây mọi người xem nè, mọi người đây. Đây là cái chữ, nó sẽ có một phiên bản là HDSB và Ethernet, tức là các bạn có thể cắm dây mạng vô, các bạn setup và các bạn có thể nâng cấp firmware cho nó ha. Mà Thiên Vũ ở đây là nó vẫn sử dụng sẵn rồi, tại vì ở Việt Nam thì này là dành cho anh em làm sự kiện lớn hoặc là chuyên nghiệp lắm luôn mới sử dụng. Nhưng mà mình thì mua gia đình thì Thiên Vũ chủ yếu mua sản phẩm này về để mở ruột ra cho mọi người coi cái công nghệ của đất nước người ta họ sản xuất ra xem nó như thế nào đó. Chứ còn Thiên Vũ sẽ vẫn dùng, và sản phẩm này Thiên Vũ sẽ trưng bày ở giữa showroom để cho những khách hàng mua sắm có thể đến và nhìn được thấy bên trong và để trải nghiệm những cái đồ xịn sò đó. Rồi bên đây thì nó sẽ có hai cái volume giống như những chiếc men khác, chiếc power men khác, nhưng mà nó sẽ đèn thì nó cũng sẽ có đèn, đó là chúng ta sẽ là đèn hoạt động bình thường nè, đạt tới ngưỡng dB nè, và đèn ở trên cùng là đèn LED, nó bị che khúc chỗ này nè, ở đây là nó báo đèn LED là đèn quá ngưỡng. Và đối với tất cả dòng men của Power Shop thì nó luôn luôn có hai phiên bản, đó là phiên bản 2 kênh và phiên bản 4 kênh. Nhưng mà các bạn nghĩ nó rất mỏng, đây là size rất là mỏng, mỏng lét và nó rất là nhẹ. Cái này khoảng tầm 6kg đến 7kg. 6,9kg. Đó. Là cái trọng lượng của chiếc men này là 6,9kg. Nó rất là mỏng, nhỏ, nhưng mà các bạn nhìn như vậy, nhưng mà bạn biết công suất của nó bao nhiêu không? Công suất của chiếc men này một kênh tương đương với 900W. Cực kỳ to. Mà rất là nhẹ. Cực kỳ to, rất là nhẹ. Đó, 900W một kênh các bạn, tức là hai kênh này, con men này có khả năng là 1600W đánh 8 ôm nha mọi người. Ở đây là Thiên Vũ đang nói về đánh 8 ôm nha. Chứ đừng nói chi là đánh 4 ôm, đánh 4 ôm nó còn khủng khiếp hơn nữa. Công suất quá nó còn khủng khiếp nữa, nhưng mà thường thường ở sự kiện thì các anh em người ta thường đánh 4 ôm nhiều. Nhưng mà mình dùng gia đình thì mình sẽ sử dụng 8 ôm để khai thác được những cái chất của nó. Đó. Rồi mời mọi người nhìn phía bên hông. Phía bên hông của nó thì nó có một thanh thép như thế này để chúng ta bắt vô những cái tủ rack, rival rack. Và cái thép này là được thép không rỉ nguyên khối phay xước nha các bạn. Thép không rỉ nha. Thép không rỉ, nhìn rất là xịn sò miếng thép. Đó, các bạn nhìn nó rất là đẹp đúng không? Và trong lúc vận chuyển đi về thì vô tình vì không đem đủ mút xốp nên bị cấn nhẹ góc này, nhưng mà không sao, không ảnh hưởng. Bị cấn làm nó cong nhẹ cái này Thiên Vũ dỗ lại là xong thôi. Tại vì Thiên Vũ mua, Thiên Vũ để dùng và để trưng bày cho mọi người xem mà, nên không quan trọng về bề ngoài. Và giới thiệu sơ về cái nước sơn này rất là đặc biệt mọi người. Nó được làm bằng nhôm, rõ ràng là bằng nhôm bình thường. Nhưng mà cái dòng sơn của nó các bạn cảm giác như là bằng da vậy đó mọi người. Em quay cận cảnh giúp anh này. Nó thiết kế và sần sùi như thế này. Nước sơn cực kỳ đẹp. Các bạn ở quay trên camera, trên điện thoại thì không biết các bạn có nhìn nhận ra được cái nước sơn đẹp cỡ nào hay không, cái đó mình không biết được, tại vì trên qua hình ảnh thì mình không biết. Nhưng mà đối với khi bạn chạm vào ngoài, đảm bảo các bạn bạn sẽ mê, và bạn chưa thấy chiếc men nào làm cái nước sơn độc đáo này các bạn, giống như là bằng da vậy mọi người. Da cứng á. Đó, thì nó chỉ đơn giản thôi. Rồi, giờ nói về cái ngõ kết nối phía sau đi. Thì ngõ kết nối sau thì nó sẽ có một cái nguồn ghi chữ Power Shop đó, và ở đây cái kẹp ngưng nguồn để tránh trường hợp mà nó bị văng bứt ra đó. Và đây là những cái đây là cái quạt gió các bạn ha. Quạt nó sử dụng là quạt con ốc xoắn, là tốc độ nó xoắn rất là nhanh và rất là mạnh. Và đây là những cái ngõ mà setup các bạn, cái những cái ngõ này thì các bạn nhà hãng đưa ra thông số, thì cái này các bạn có thể mua sau hoặc các bạn có thể nâng cấp lên được sau.
chứ không nhất thiết là bạn mua cái mã này là bạn không xài được cái con mà HD SSB đó đó, các bạn hãy nâng cấp sau. Mà hôm bữa là không có tình trạng này, bữa Thiên Vũ bỏ không có shop mà để Tết giờ để nó bị cấn cái sợi dây điện nè mọi người, bị cấn sợi dây điện cấn này nè, giờ bị chảy hết mấy nước sơn nè, quá tiếc quá uổng đi, quá đẹp, nước sơn nó làm quá đẹp đi, rất là tiếc, thiệt tình luôn á, hơi tiếc tí xíu đó, nó bị chảy góc này nè, bị cấn suốt cái dây phích điện á, nó cào ra nè, mời em quay gần lại cho mọi người coi đó, nó bị cào ra nè, bị nhòe chữ đi, uổng quá, hơi tiếc. Ờ không sao. Rồi cái ngõ này là hai cái ngõ channel output. Channel output các bạn có thể link với cái main 2, main 3, main 4 để link với nhau, cùng một tín hiệu để chúng ta link với nhau. Và nó cũng sẽ hỗ trợ là hai ngõ, đây là hai ngõ input, tức là từ vang số các bạn sẽ xuống dưới hai ngõ input này. Mình nói về cái dòng chữ in nha các bạn. Các bạn thấy rất là đẹp, đúng là đồ xịn, thì nó cũng có khác cái nước nét chữ, nó in rất là nét. Gọi là đúng HD luôn á. Với lại những cái form chữ nhỏ như này nè, các bạn thấy không, nó in rất là sắc nét, chứ không phải là những cái hàng mà nhái, hàng phay, nó in rất là mờ nhạt, và nó nói chung là nó không được đẹp, không có thẩm mỹ, nhìn nó không có rồ đó. Và hai cổng này, hai ngõ bít công đó. Nếu hai cổng bít công thì nếu mà đã xài men này, các bạn nên xài bít công new trick thì cho nó xịn sò luôn đó, để chúng ta đi ra lo. Và cái này thì mình nghĩ ở Việt Nam mình phòng karaoke, bạn dùng một con này các bạn đánh cặp súp kép ngon lành, súp kép 50 nha mọi người, dùng nó để đánh một con súp kép 50, súp kép là súp đôi á, là hai bát đó, hai bát 50 á, thì rất là khủng luôn. Nhưng mà để mà chơi được hệ thống đó thì nặng đô lắm ạ, à, rất là buồn, rất là thấu. Rồi thì sơ thì mình chỉ đơn giản làm review cho mọi người vậy thôi. Còn phía bên hông đây nó cũng vậy, thì ở đây họ kêu nha các bạn, họ yêu cầu các bạn là nên tiếp đất, tiếp mát cho cái sản phẩm này nha, tại vì nó công suất rất là lớn đó, các bạn nhìn nó nhỏ bé như thế này thôi nhưng mà công suất nó rất là lớn, nó đánh giật chúng ta đấy, nên nó yêu cầu là các bạn, yêu cầu đồ an toàn các bạn phải tiếp đất cho nó đó. Và nguồn cũng vậy, đây là phiên bản xuất cho toàn thế giới, nên là nó sẽ có những dạng nguồn. Đây là nguồn ở Mỹ, nguồn ở châu Á và nguồn ở châu Âu, là bên Úc á, những người sản xuất được ba cháu xéo á. Rồi thì đó, thì nó hôm nay là nó chỉ có thế thôi. Và nước sơn thì nói chung là một con men thì nó cũng không có giá trị gì để giới thiệu nhiều, ngoài cái vấn đề là công suất, chất lượng và hình dáng, nhìn nó đẹp hay không, mình thấy là mình thích rồi đó. Các bạn mà những khách hàng mà có dịp là chúng ta chơi chơi Nestle xịn đó, các bạn nhìn trên cái men đi, là nó ghi là Nestle đang sử dụng công nghệ PowerSoft ở phía sau cái lon này nè, tức là PowerSoft, tức là cái hãng này là làm men cho cái Nestle, tức là thương hiệu của Yamaha là thương hiệu cha, còn Nestle là một thương hiệu dành cho dòng cao cấp của Pháp. Rồi ok, thì rồi ở đây quay ở đây giùm mình thì ở đây nè các bạn, có một số cái nó còn nó vẫn ghi tiếng Hoa các bạn ha. Đó, cái mã số series nè, nó sẽ phải trùng, nó sẽ trùng với lại cái hộp thùng của mình luôn, mình đầy đủ ha nè. Và cái con này á, là nó sản xuất vào 2018 đó, 2018 đó. Còn mắc in là mắc in Italy nè, nó đầy đủ, nó cho mọi người coi cận cảnh đó. Rồi nói chung không, bạn mắc in Italy vẫn có tiếng Hoa trong đó, nhiều bạn yêu cầu đòi không phải Trung Quốc thì nói chung hơi khó. Ngành điện tử, ngành công nghiệp điện tử thì cái Trung Quốc họ rất là cao, vì họ đánh đổi cái môi trường của họ để họ sản xuất ra những linh kiện. Các bạn biết không, tại vì nếu các bạn đọc báo hoặc các bạn am hiểu về địa chất nhiều, các bạn sẽ biết là để sản xuất ra những linh kiện, những con tụ, những con bộ mạch là quan trọng về cái đất hiếm. Gọi là đất hiếm, các bạn không biết thì các bạn lên Google các bạn search đất hiếm là gì. Mỹ nó cũng có, mà tại sao Mỹ lại gia công ở Trung Quốc thì nó có nhiều. Thứ nhất là về thương mại, cái thứ hai nữa là nó liên quan về vấn đề là ô nhiễm môi trường, vì khai thác đất hiếm rất là ô nhiễm môi trường. Nên để Trung Quốc mà để giàu có này, họ đánh đổi một sự gì đó để họ làm cái đó, nhưng rất nguy hiểm về sức khỏe con người. Nhưng mà Mỹ họ có mà họ không khai thác, họ đặt gia công tại Trung Quốc. Đó là lý do, mọi người có thể tìm hiểu thêm trên Google ha. Rồi bây giờ là tới công đoạn mà chúng ta cùng trải nghiệm, chính là mở cái con này ra. Bây giờ mở hơi lâu vì đầu năm vô nói chung là mình không có đồ nghề nhiều, nhưng mà đợt này mình sẽ cố gắng mình mở nhanh để cho mọi người trải nghiệm. Rồi bạn quay lại gần cho mọi người ha, thao tác mình mở đi. Đợt này Thiên Vũ sẽ cố gắng mở nhanh để tránh người mọi người chờ lâu. Và ở đây các bạn có thể tháo ra được cái con này, không nhất thiết phải đi kèm, nhưng mà hãng đi kèm, tại vì cái này là những dòng chuyên nghiệp rồi, những dòng pro rồi.
Và ở bên Mỹ con này cũng khá là rát ruột đấy mọi người ạ. Nói về dòng âm thanh sân khấu thì thương hiệu này cũng khá là đình đám đó, nhưng mà người Việt chúng ta thì là ít biết đến lắm. Nhưng mà anh em làm âm thanh show lớn sẽ biết cái thương hiệu này. Rồi, Thiên Vũ thì đam mê thì không có bán cái dòng này người Việt. Nếu trong những khách hàng nào mà thích mà chơi những dòng này thì cứ alo Thiên Vũ vẫn sẽ có bán cho khách hàng. Nhưng mà giá thành nó cũng chắc sẽ cao vì nhập nó cao quá. Nhưng mà Thiên Vũ biết chắc chắn là đâu đó sẽ có khách hàng chơi, đảm bảo, tại vì Thiên Vũ bán hàng Thiên Vũ biết. Rồi, Thiên Vũ sẽ tháo từng món đó ra. Cái thanh này để bắt trong cái tủ. Đợt này là Thiên Vũ đầu tư con vít này cũng ngon lành lắm á. Tại vì Thiên Vũ bán hàng mới không mà ít khi nào mà sửa chữa lắm, nên bởi vì nhiều khi ốc vít các bạn đòi hỏi mà xịn sò giống như mấy anh sợ sửa chữa là Thiên Vũ không có, tại vì vấn đề mà Thiên Vũ bán đồ hãng mà, đồ mới, đồ chính hãng mà. Cái vấn đề mà sửa chữa là vấn đề đó là của nhà hãng. Đó. Thiên Vũ nhiệm vụ Thiên Vũ chỉ biết là cái nào hay thì đưa về, cái nào test âm thanh ok, hay chất lượng, xịn, linh kiện ok hay không. Đó, Thiên Vũ chỉ cần kiểm tra những cái thứ đó thôi. Và cái nào ok thì Thiên Vũ đưa đến tay khách hàng. Còn những cái thứ còn lại mà vấn đề về sửa chữa thì không quan trọng, vì cái vấn đề là hãng lo, tại vì bán đồ hãng mà. Nhiệm vụ là hãng có cái trách nhiệm mà phục vụ khách hàng, bảo hành cho khách nhận nhanh xíu là ok. Đó. Rồi, còn cái này là Thiên Vũ tự xử luôn, tự bảo hành luôn, tại vì hàng này hàng mua về xách tay về mà, đâu có hãng nào bảo hành đâu. Đó, nó còn dính trên đây, mình cố tình để về cho mọi người thấy. Đó, xong. Rồi. Muốn mở cái này phải mở phía trên đây là không có mở nè, vì chỉ cần mở phía trên nữa. Đó, đây là những con móc cái tí nữa. Nó sử dụng ốc ke, nhưng mà nha mọi người, ốc ke của nó là sử dụng ốc loại ốc thép không rỉ luôn, sử dụng ốc thép không rỉ. Về cái nước sơn của nó, nhưng mà cái đặc biệt cái mặt nạ trước này nè mọi người, cái mặt nạ trước của nó, cái nước sơn nó làm kiểu sần sùi lắm, nhưng mà cảm giác là nó dày lắm. Vậy mình như vậy mà hãng bán là một tấm thép mặt tiền trước, mà bạn muốn thay thế màu hay muốn sơn màu khác hay gì đó là hãng thông báo là 180 đô một miếng thép phía trước thôi. Chỉ có một miếng sắt thôi ra 180 đô, quá thốn tiền. Đụng những cái đồ thương hiệu thì là quá thốn. Mong video này sẽ mang lại hữu ích, cũng như là các anh em làm âm thanh, các anh em làm sửa chữa, chúng ta có thể mở mang thêm tầm nhìn về những thiết bị mà nước ngoài, những công nghệ nước ngoài họ đang làm, thì để chúng ta có thể học hỏi thêm cái điều gì đó để chúng ta áp dụng cho người dân Việt, áp dụng vô cho người Việt, chúng ta cải tiến lại cho người Việt chúng ta xài đồ sau này nó sẽ xịn sò hơn, nâng cấp cho nó good hơn. Thì không ai làm những video này thì Vũ sẽ làm, tại vì Vũ cũng đam mê. Nói chung là Vũ đam mê đồ hiệu nữa, đam mê đồ hãng lắm, nên sẽ làm cho mọi người chơi cũng như là chia sẻ. Đây lên nè, chuẩn bị nè, mời các bạn chuẩn bị nhìn về con này nha. Cái bộ mặt bật nắp Tiger nè, bật nắp Tiger chúng Range Rover nè. Wow. Rồi, mời mọi người đi lướt sơ từ con tụ quay zoom cận cảnh luôn. Thành ơi, quay cho mọi người coi luôn em. Wow. Mọi người cùng Thiên Vũ chiêm ngưỡng. Đây chính là con men ruột rà bên trong của chiếc men Power Shop chính hãng. Đó. Mời mọi người xem nha. Đây là Thiên Vũ biết là mọi người không có dịp để chiêm ngưỡng, anh em làm thanh cũng không có dịp để coi được thứ này. Thì Thiên Vũ làm video này là làm cho tất cả các anh em chúng ta cùng học hỏi thêm. Đây, để Vũ sẽ chính tay Vũ quay từng linh kiện và cận cảnh lấy nét cho mọi người cùng xem nha. Đó, đây là những cái cầu chì. Về cái linh kiện tử này thì Thiên Vũ không có rành rất là nhiều, Thiên Vũ không có rành. Đó, nhưng mà Thiên Vũ biết cái nào là nhìn nó xịn sò không là biết liền à. Đó. Đây, ở đây là nó có một bo.
mở cái này không mở được à, nó dán rồi, nó dán keo ở đây mọi người. Nó có một lớp phủ tách riêng nè. Đây những tụ này để Thiên Vũ quay như vậy để cho các anh em nào làm audio thì có thể Thiên Vũ sẵn sàng cho anh em lấy cái video này lại, anh em chia sẻ cho mọi người về những cái linh kiện họ sử dụng tụ gì nha. Nhưng mà nhiều khi chắc anh em cũng không biết họ sử dụng tụ gì nữa, chỉ biết cái tụ đó là để làm gì thôi. Vì linh kiện này rất là xịn sò rồi, nhiều khi chúng ta mua ở ngoài cũng không có. À, rồi để quay cận cảnh mấy cái góc này cho mọi người xem. Nó cái keo của nó là sử dụng keo màu đen, mà thường thường chúng ta thấy màu trắng nhiều, nhưng mà đây sẽ màu đen. Và này không phải là keo tản nhiệt, mà đây là những cái keo mà dính để cho những cái con tụ này khi mà nóng lên nó đừng có tan, cái đừng có va chạm vào nhau á. Đây để quay những cái thông số kỹ thuật. Đó, thông những cái con tụ này nó có những cái thông số này, anh em âm thanh, anh em thợ chúng ta cùng coi. Đó. Đây là lọc nguồn. Này hình như là lọc nguồn đúng không? Hình như lọc nguồn phải. Đó, đây là cầu chì. Nó lỡ mà có đứt thì không sao ha. Lát nữa Thiên Vũ cắm điện 220, lỡ mà nó có đứt thì cũng thay cầu chì thôi, không mất mát gì nhiều, chơi luôn. Và đây thích nhất là cái cây quạt à, nhìn cái cây quạt là khoái à. Và cây quạt của nó này mọi người, đây là cái quạt xoắn ốc và có khả năng, nói chung đây gọi là quạt turbo á, turbo á các bạn. Xe ô tô mới gọi là có khả năng vận tốc nó đẩy ra cái lực gió rất là nhanh. Đó, turbo. Đó, nhìn các bạn nhìn đã không? Vàng khe nè, nhìn chân kim nè. Đó, các bạn nhìn chân kim nó vàng khe vàng ống luôn à. Đồ mới keng xà beng. Đó. Ồ, đã không? Đó, quay cho mọi người cùng coi. Ồ. Thành em chuẩn bị ổ điện đi, lát mình cắm điện cho mọi người coi có nó hoạt động, nó chạy, nó có kêu hay như thế nào. Rồi mời mọi người coi ở đây. Còn đây là cái gì đây? Power Shop. Ồ, các bạn. Nó ghi luôn cái tem của nó là Power Shop, có mã series, những cái tụ này của nó có cái mã series riêng của nó luôn nè mọi người. Đó, đi kẹp chung với nhau nè. Đó. Wow. Nhìn cái ruột ra Thiên Vũ đã ghiền rồi, nghiện rồi, xứng đáng đồng tiền bỏ ra hơn 2000 mấy về để nhận được cái này thì thật sự là quá hài lòng. Và cái keo này keo gì nhở, nó vàng vàng đây à, keo giữ nó chống mát này, cái chỗ là cấm tín hiệu mọi người. Và cái đây nghĩ là ở đây con DSP nó có thể set up được. Cái này các bạn nên nhớ nha, những cái con tụ mà hồi nãy Thiên Vũ có chia sẻ với mọi người á, cái này các bạn có thể nâng cấp được nha mọi người. Cái những cái khu vực này các bạn có thể hoàn toàn được nâng cấp được, khu vực này cũng vậy. Các bạn được hoàn toàn nâng cấp cái con DSP lên, chứ không phải là mua về là phiên bản này là các bạn bắt buộc phải sử dụng, mà cái này nó sử dụng bằng firmware. Con main nó khác với những con main khác, nó sử dụng bằng firmware. Ví dụ cái con main này đang từ 900W, các bạn muốn nó 1500W một kênh cũng được nữa. Nó rất là hay. Nhìn nó nhỏ vậy thôi, các bạn muốn nó bao nhiêu là nó sẽ là bao nhiêu. Như con sứ nó nhìn đã quá à. Để quay gần cảnh lấy nét cho mọi người cùng coi nè. Anh em khách hàng chúng ta cùng một dịp trải nghiệm ở Việt Nam những đồ xịn sò. Trời, cái chân nó chân vàng luôn nè mọi người. Chắc chắn là nó sẽ mạ mấy ca thôi, mà biết là bao nhiêu ca thôi, Thiên Vũ không đọc hết được. Chân kim ở đây nè. Đây, lấy nét cho mọi người lại. Đó. Từ cái rắc của nó đi, mọi người nhìn cái rắc kết nối của nó thôi cũng đã thấy đã rồi. Đó, mọi người thấy chưa? Ghê gớm chưa? Đó, đây là thông số con tụ đây nè. Đó, lấy nét cho mọi người coi nè. Đó. 12VDC, cái này nó sử dụng cái tụ gì ta? Omron. Bên trong là cái tụ này là cái tụ Omron này là của Mark Encina nè mọi người, không đồ xịn sò mà cũng Mark Encina nè mọi người thấy đi ha, cũng Mark Encina nè. Bởi vậy mọi người đừng có chơi China nha, vấn đề là chúng ta chi bao nhiêu tiền để chơi cái món đồ nào thôi, chứ có đừng quan trọng là nó ở đâu ha, chi bao nhiêu tiền để chơi hàng như thế nào thôi. Chứ mọi người đừng nghĩ là đây là đồ China này, bản thân về trên thế giới toàn bộ là 90% đồ công nghệ, ngành công nghiệp điện tử thì China rất là nhiều. Như nãy Thiên Vũ chia sẻ cái đoạn đó, mọi người có thể tự tìm kiếm trên Google là đất hiếm là gì. Đó. Nhìn đã ha. Nè. Rồi các bạn này, nhìn từng cái combo này nè, có số email từng con hết, đừng có nói gì hết. Nè, email từng con một hết. Đây nữa nè. Đó. Mỗi con là dính email hết luôn. Thấy chưa? Gọi là đánh dấu lãnh thổ á.
chính hãng vào đây. Ở thành nữa nè. Bạn thấy chưa? Đó, trên ruột bên trong nè. Này. Đó, chiều bên trong đó nè. Đó. Mọi người thấy chưa? Ruột ra. Ở đây là cái thanh này, tôi nghĩ là chắc thanh có thể ghép được 4 kênh đó mọi người. Mọi người nâng cấp lên, mọi người hình như là có thể nâng cấp lên được thành 4 kênh. Đúng rồi mọi người ơi. Nó chừa sẵn đây nè mọi người. Channel 1 2 nè. Tức là con này các bạn nếu mà các bạn muốn nâng cấp 4 kênh thì nó sẽ thay cái mặt như mặt này nè. Biến thành 4 kênh và nó sẽ làm tụ cho các bạn thôi. Đó, nè. Nó chừa chân là sẵn các bạn. Thì cái thanh này cũng vậy, có thể là hai kênh nó cần cái thanh này. Thương Vũ không biết là thanh gì, nhưng mà để nó chỉ ghi chữ Power Shop, thì lát nữa Thương Vũ sẽ chụp cái con chip đó cho mọi người cùng xem. Nhưng mà biết là nó có thể nâng cấp lên được 4 kênh. Với con này nó nâng cấp lên được 4 kênh. Đó, đây là một thanh giống như vậy nữa nè. Ở đây nó gạt cần như thế nè. Đây đây. Một con men quá trời cái này luôn. Một con men nữa nhìn quá khủng khiếp. Đây, ở đây mấy con bo đây nè. Đây, mấy men này với con công suất của nó nè. Ôi ôi. Nhìn nó quá khủng. Đây là những con công suất của nó nè mọi người. Đó, coi từ con ốc rồi zin đét hết luôn. Quá xịn sò. Đó. Mỗi con ốc này nó cũng chia ra, nó đánh dấu rồi sao, đánh dấu lãnh thổ. Hai con ốc, bốn ốc này sẽ giống nhau. Bốn con ốc này, ủa sao nó không lấy nét ở đây? Bốn con ốc này sẽ giống nhau, ở bốn góc nó sẽ giống nhau, nhưng mà cái giải này ốc nó sẽ khác nhau. Chừa lại nè. Nó có thể nâng cấp lên được. Dọn trong đây là cái phao. Cái này có cái cản bụi gì đó, như là cái đây thanh tản nhiệt rồi đó. Nhưng mà thanh tản nhiệt đây là nó màu đen và nó không sử dụng keo. Và đây là những cái con công suất. Nhìn cái tụ này, nhìn nó hầm hố khủng khiếp luôn, giống như là cái bộ trước máy của mấy chiếc xe cơ bắp Mỹ nha mọi người. Rồi ở phần đây, phần này thì nó cũng có luôn cái con này, thì nó cũng có luôn cả cái số series luôn. Nó có email riêng của Power Shop. Và trên cái mạch bo này nó cũng có đánh dấu nè, đây con chip nè. Để cho mọi người biết đây là hàng chính hãng. Đó, các bạn thấy chữ nét Power Shop BDC31552HDH07133. Nó chừa lại trong kênh 3 kênh 4 luôn nè. Nè, nó chừa sẵn nè các bạn, channel sẵn nè các bạn. Các bạn thấy không? Channel 34, các bạn muốn nâng cấp cái con này có thể nâng cấp nha các bạn, chứ không phải là mặc định sản xuất ra là chúng ta sẽ xài vậy. Các bạn muốn xài nó đã chừa sẵn rồi, chứ tại vì mình cũng đã hỏi hãng rồi, nhờ cậu mình biết tiếng Anh nên cậu mình đã nói chuyện với hãng rồi, cái này có thể nâng cấp được. Các bạn có thể nâng cấp thêm cái hệ thống mà mình không có mua phiên bản đó, nhưng mà có thể nâng cấp sau được, và công suất và mấy cái này các bạn cũng có thể nâng cấp lên được. Được hết luôn. Bên trong họ chừa hai lỗ nè, bề ngoài các bạn thấy phẳng băng đúng không, nhưng mà các bạn để ý bên trong nè. Đó, nó chừa sẵn lỗ cho các bạn để các bạn nâng cấp nè, thấy chưa? Ở đó chỉ là một mặt vỉ ngoài thôi. Đó. Nhìn nó quá đã. Thật sự. 2000 mấy đô. Quá xứng đáng. Bên trong thì nó chừa để chúng ta làm cái volume nè. Đó. Quá xịn sò. Đó, thanh này cũng để sẵn hết. Rồi mời các bạn coi cái màu đồng của nó xem sao. Đó, trải nghiệm các bạn ơi, trời ơi. Nhìn nó ướt ác à. Có số email luôn kìa, Power Shop luôn kìa. Thấy không? Con này cũng có luôn nè, đó. Đồ hãng thường thường đa phần những cái phụ kiện đều có email hết mọi người ạ. Giờ mọi người coi những cái con tụ này giúp Vũ nha. Anh em kỹ thuật, anh em làm kỹ thuật á, đồ điện tử, anh em coi những con tụ họ sử dụng như thế nào, hãng gì, thương hiệu gì. Hãy để lại comment bên dưới và chia sẻ cho cộng đồng và tất cả mọi người chúng ta được trải nghiệm. Cái men bò nó, cái men bò nó để nguyên chữ bao vào shop trà bá. Đây, trà bá đây nè. Đi đâu cũng nhắc cái tên thương hiệu hết. Đó. 900W một kênh, ghê không? Một kênh. Nhỏ xíu, bé tí. Và có thể up firmware lên được, cao hơn được. Nhìn nó giống như chiếc siêu xe. Đó, thêm mũ quay cho các bạn. Rồi cắm điện lên đi, cắm nguồn lên cho mọi người cùng trải nghiệm nào.
chuẩn bị nha, cái chuyện nó đổ cái bập đó nha. Nó ghi là 115 phía ngoài, mà hỏi hãng thì hãng báo là xài được 220 đến 240 đó nha, mà không biết sao nha. Tôi nghi lắm nha, cùng lắm thay cầu chì á. Cấm điện gì đâu. 2000 mấy đô ấy. Cùng lắm thì đứt cái con này thôi. Sẽ có một cái clip là khui men vào cái nhà bia. Thôi, bậy nha, đừng làm bậy nha. Chưa, game nha. Để game coi quạt nó xem sao. Game thử đi. Chưa. Game đi, trời ơi. Ủa nó trái gì? Rút qua đi. Trái gì vậy? Trái. Ơi, đúng. Rồi xong. Có mùi á. Thôi, không phải rồi. Vậy có thể là nó sẽ đứt cầu chì á. Sao nó không đứt cầu chì ta? Không biết. Mới nghe mọi người ơi, nó báo là 220 nhưng mà Thiên Vũ mới cắm 2000, nó sẹt cái quạt nó không quay. Nguy hiểm quá. Mà nó bốc khói. Bốc khói chứ. Đây ổn áp á. À chưa bật công tắc mà. Nhưng mà sao nó bốc khói nha? Sao nó bốc khói? Nó tại quá lớn, nguyên báo luôn. Thôi vậy thôi, tao áp đi. Còn coi là chết có một cái chết á. Ơ trời ơi, đừng chơi nhau nha. Nguy hiểm quá mọi người ơi, mọi người thấy mới bốc khói không? Bây giờ biết sao giờ, hãng nói vậy giờ thử chứ giờ không có lẽ mua về mà không cắm điện vô, không dùng. Không lẽ 110, mình đâu có ổn áp 110 đâu. Cái ổn áp mini nhỏ bữa đâu. Người có cái ổn áp mini nhỏ vàng. Tại sao nó xì ngay đâu, láng này có mềm không? Không, keo hả? Keo, có thể bốc khói keo hay nóng bốc khói keo thôi, không gì hết. Chứ không, nó đâu đứt cầu gì đâu. Mọi người chờ tí xíu nha, để mình đi kiếm nguồn điện nha. Trời ơi, công đoạn này căng quá, lì quá. Cái quạt nó không quay đâu. Chưa bật công tắc mà, nó chỉ cắm điện thôi. Thôi lại đi, không chắc chưa sao đâu. Hả? Bốc mùi gì ai biết, thử lại đi. Nè em thấy khói đâu láng này nè, có, em cắm điện đi. Hình như cùng cái con này nó nóng lên nó sẽ... Dạ em bật công tắc đi. Rồi, xong, khoan từ, tháo điện ra đi. Bây giờ thì cùng thử nha. Mọi người cùng thử nha, chứ giờ Thiên Vũ chỉ biết báo nè, để cho mọi người tháo đi. Đừng cắm vô nha. Cắm sát vô mình nha tôi. Cắm sát vô. Dịnh đi, có cắm điện đâu Thành. Rồi. Đây, khoan từ. Rồi, tập trung. Nghe là tiếng đè ba của cái quạt. Rồi, được chưa, kêu rút nha. Nguy hiểm quá. Rồi, ok không? Rồi. Sao hết? Quạt. Ê, rút. What? Wow. Và cái kết. Ủa? Sao kỳ vậy? Đồ mới mà. Cái này là một sự hy sinh. Rút điện ra đi. Đúng rồi. Rồi buồn rồi mọi người ơi. Rồi cái chết rồi. Lấy kem vô áp đi. Nó nổ cái gì mà. Nó xì con tụ ra nóng quá. Dịch, dung dịch ở trong đó, dung dịch nó tan gì. Xong rồi. Bay khói bay quá trời rồi. Lấy khẩu trang rồi chui. Rồi, quá buồn luôn, cái này phải coi nó làm việc với nó như thế nào rồi. Hai may quá này, cậu mình chưa về thì cùng lắm kêu cậu đem về cho hãng kiểm tra thôi. Rồi xong, 2000 mấy giấm đô. Hai ngàn mấy đô đấy. Mọi người thấy thế nào bây giờ? Đấy là một sự liều lĩnh mà thử với cùng mọi người luôn. Tại vì không có ngồi 120 mà hỏi nhà hãng thì hãng lại báo là xài được 240 lần. Thì mà nhưng mà cắm vô thì nó bị xèo rồi, nãy xì không sao, nhưng mà giờ bắt đầu nó đã xèo rồi. Mình nghĩ chắc là nó không xài được 220 mà mình cắm vô, nhưng mà sao nó làm quá gì vậy ta? Mình có làm gì sai không ta? Mà nó lại làm căng như vậy. Thật là tiếc. Và cái này chắc mình phải là gửi hãng rồi, và hãng sẽ kiểm tra ở bên nước Mỹ. Thì cái này những sản phẩm mà trường hợp mà mới khui thùng mà lỗi như thế này thì họ sẽ đổi cho mình cái mới thôi. Nhưng mà rất là tiếc không được mở coi cái khả năng quạt nó quay và nó như thế nào và test lo cho mọi người. Thôi, hẹn nếu mọi người thấy video này hay
thì một sự hy sinh gì đó để cống hiến cho mọi người rồi. Nói chung là cũng tiếc ấy, tại vì giá thành cao mà tiền đâu phải dễ kiếm đâu. Nếu mọi người thấy hay thì thôi đừng quên ủng hộ Thiên Vũ một like. Thiên Vũ sẽ cố gắng để coi khắc phục có thể là đem về và ảnh đổi được hay không. Sẽ đem về một con mới về rõ ràng hơn về cái vấn đề cái vụ điện đốm này. Lúc đó sẽ đánh thử cho mọi người trên những loa xịn sò và test âm thanh của nó xem sao. Hẹn mọi người trong video lần sau. Bye.